Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một bác sĩ sản khoa thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định nhường đi chiếc máy thở của mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi kiểm tra, Sở khẳng định thông tin trên là hư cấu. Trước đó, tối ngày 7 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người tên Trần Khoa, được cho là bác sĩ sản phụ khoa. Người này đã quyết định nhường đi chiếc máy thở của mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Người này sau đó đã kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ, phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi này. Sau khi đăng tải, bài viết đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước hành động của bác sĩ Khoa. Sau khi kiểm tra, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin trên là hư cấu. Tại các bệnh viện của thành phố, không có việc rút ống thở của người nhà bác sĩ để nhường cho bệnh nhân. Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật.